Ok đó mọi người nha, hiện tại mình vừa leo tháp vô cực xong ra mọi người, tại vì hiện tại là mình làm một cái video kia rồi mọi người, nhưng mà nó chưa có thể nào đăng video sớm mọi người rồi, cho nên quyết định là trong video ngày hôm nay mình sẽ thôi mình sẽ chuyển qua mở thư mọi người nha. Ok và sẵn tiện mình vừa ra cái thì mình cái video này đáng lẽ không phải là video mở hộp thư đâu, mà là mình làm một cái video lắp vô cực, nhưng mà tháp cực bực này hay cái thử thách tiếp theo nó hơi căng mọi người, cho nên là bạn nào mà chờ tiếp theo nha, chờ mình ra cái video đấy nha. Còn bây giờ thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mở thư nha các bạn ạ. Ok mở thư nha mọi người ơi. Rồi ok thì hôm nay thì chúng ta có 1.000 hộp thư, thì nói thiệt mọi người thì lâu rồi mình cũng chưa mở thư mọi người, cho nên hôm nay là mình sẽ mở hết 1.000 hộp thư này để cô có hiện tượng sẽ ra nha, tại vì có những hộp thư mình được tặng khá là lâu rồi nhưng mà tới giờ mình chưa nhận các bạn ạ. Ok luôn thì đợi coi thử như nào nha mọi người ơi, và đợi coi thử bạn tặng cho mình những gì nha. Thì nói chung là có những bạn tặng quà, những bạn tặng thơ, đầu tiên là dây solo tháp nhận quà. Ui ôi cái gì mà ghê vậy, nhưng mà chắc chắn là tôi cái vụ mà solo tháp nhận quà thì chắc thôi không chơi đâu. Ok hôm nay là đọc thơ mọi người thôi đấy, còn solo tháp nó nhận quà để sau nha. Ok thì trước tiên thì mình sẽ nhận quà mọi người trước nha mọi người ơi. Đầu tiên là các bạn em đi được coi tặng cái gì đây, một hộp quà trắng ai chà. Nói thiệt mọi người là các bạn này tặng từ hầu tháng 7 ngày 23 nè, 27 tháng 7 ngày 5 này. Ui tính ra tặng cũng khá là lâu rồi, mặt trắng xanh nè. Mình sẽ nhận mọi người anh kết bạn đi, nói chung tặng đa số bạn kết bạn thôi. Ok rồi tiếp theo là bạn gì đây, Văn 2K5 không được lên TV tặng cái gì. Ui một cái pháo, ui pháo này khá là lâu rồi, tặng mình từ hồi nào đây, để mình nhớ coi, từ 7 tháng 5 luôn. Rồi đợi tiếp 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 đợi tiếp tiếp coi, đây 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 ngày tháng gì gì. Ủa hôm nay năm năm bao nhiêu, năm 2024 đúng không? Ủa năm nay năm mấy ta? Ủa năm nay không 2024 2023 vậy, 2024 vậy ạ. Mà cái quà này tôi nhận được từ 2023 rồi cách 1 năm rồi. Cái que này là từ 1 năm trước rồi, bây giờ tôi bắt sách tôi mới nhận được vãi cả nồi chứ. Ok thôi bây giờ mình sẽ nhận hết số kim cương quá. Ui bạn này tặng mình nhiều số vậy. Ui túi trống thể thao. Ui cảm ơn bạn này rất nhiều, chứ không biết bạn này còn xem video mình không nữa. Dù đã một năm rồi trôi qua rồi. Trời ơi toàn những phần què cực kỳ là cổ xưa luôn. Trời ơi ok rồi mọi người ạ. Và đỡ coi thử các bạn này tặng những phần què vậy, nói chung khá nhiều bạn cách đây yêu cầu nè. Cho em nói chung là mình sẽ nhận que để mình tại vì có 1.000 hộp thư rồi, mình đọc hết 1.000 hộp thư chắc là video này nó chắc tới mai tới mốt kia chưa xong luôn. Anh tặng anh vàng mong anh các bạn. Ui thiệt hả, có cái đồ con vàng này em tướng thiệt, tướng vàng ai ngờ hóa ra là cũng là vàng, nhưng mà vàng này là vàng theo đoạn này nghiêng ra hăng rồi, không biết mấy bạn này cũng xem video mình không nữa, chắc là hết rồi mọi người, chắc là hết rồi, nhưng mà lỡ đâu mà có một số bạn sao, em nghèo nên chỉ tặng được thế thôi. Trời ơi thế là quá là ok rồi, ai bảo em nghèo đâu, thằng nào bảo em nghèo bước ra đây, làm gì có thằng nào đâu. Ok em fan anh nè, trời ơi ok hầu như là cái khúc này các bạn tặng mình hộp thư khá là nhiều, mình sẽ nhận hết đông một. Ui khúc này ba hộp què này mình nhận coi, hộp trắng xanh nè, các bạn em hộp xanh này, cây lọ này, rồi mặt cười này, hộp xanh nữa này. Ui nói chung khá là nhiều hộp xanh ha. Rồi tiếp theo hello mong anh ký em rồi. Ôi ôi bây giờ hình như nó không cho ký như hồi xưa đâu bạn ơi, giờ bấm vô avatar nó không cho chơi, nó không có hiện lên mọi người ạ. Rồi mình sẽ bấm nhận hộp quà để mình tiết kiệm thời gian nha mọi người. Anh ơi cho em có tiền tặng quà, em tặng anh. Ok không sao. Tặng được tai nghe dây xám á, hình như hồi xưa có vụ tai nghe này. Ok cảm ơn bạn ăn 2K4 của tia nha, nhưng mà không biết bây giờ bạn này còn xem video mình không, chắc bây giờ bạn ấy cũng không còn xem đâu. Nói chung bạn nào còn xem mà mình tặng ở trong video này, trong cái hộp thư mình nhận này, mọi người lần phía dưới cho mình nha. Hay không biết có nhận được trúng cái quà của ai không, nhưng mà rất là quý rồi. Cái gì đây, từ cái gì đây, hai em rất quý anh, xem anh được 2 năm rồi, không anh không phiền thì các bạn em mình mà các bạn, bạn này là mình các bạn từ 10 kiếp trước luôn á, hề luôn. Game nó không cho các bạn bấm vô thư các bạn được không, tìm thấy được mọi người ạ. Giờ gõ tên là hơi bị lâu một tí mọi người ạ. Ok rồi bây giờ thì mình sẽ đọc cái đoạn từng thư mọi người ơi. Anh ơi các bạn với em ok, hầu như hồi xưa kết bạn là được, bây giờ không kết bạn được mọi người ạ, thông cảm ha. Đấy, bạn nào mình kết bạn thì mình kết bạn nha.
Ok, hình như lúc này là các bạn đa số bạn tặng mình cái hộp thư, hộp gì, hộp màu xanh lè xanh lét nè. Rồi với là cái cây cỏ lá, cái lọ cây gì đây nè. Rồi bây giờ đã coi thử như thế nào nha mọi người. Ok, hai anh ok, hai em luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lan lên nha. Chúc anh một ngày vui vẻ. Ok, anh rất vui. Nếu mà vui hơn thì nếu như video được bấm like, mạnh tay, mạnh chân, mạnh đầu, nếu xuống mạng gì cũng mạnh thì mình càng vui. Đấy, xài. Rồi, ok mọi người ạ. Rồi, tiếp theo là bạn này, anh Banner, em fan 1 năm rồi. Ôi dồi, thật đấy à. Trời ơi, cái thời hy hoàng của tôi, cái thời gọi là ban chọc đầu của tôi. Cái thời tháp vô lượng của tôi bây giờ là... Em tặng quà cho anh nè, em cũng nghèo lắm, trời ơi, không đâu nha, mình quà nào mình cũng nhận hết nha mọi người. Đấy, nói chung là có lọ cây là có quà được để vô nhà rồi để bếp cua rồi hay đấy mọi người, có những cái quà mọi người tặng mình dư ấy. Mình xây mấy cái chỗ bếp cua rồi khá là hấp dẫn chứ còn cái gì nữa mọi người. Em không có muốn anh chặn đâu, ủa anh không hề chặn em luôn. Anh đâu có chặn em đâu trời. Không biết mình anh ở kiểu gì đâu, đâu bị chặn đâu bằng Minh GMT. Rồi, Minh này Minh cùng GMT nữa. Không anh nhận quà, ok luôn, rồi khá ngon anh nhận quà em rồi nha, hello Minh GMT. Ok luôn, rồi đọc mấy lọc mấy bạn này sơ sơ nha mọi người. Ký tường em fan ok, chào anh ok. Ký tường ok, một hộp xanh, bây giờ ký đâu được đâu mọi người. Cái tên nó không thấy được, không thấy được. Đây kết bạn này, nói chung là số bạn nào, rủ kết bạn không à. Nói chung là số bạn này bạn Ben nữa này, bạn Ben 22 nè. Ok các bạn với em, bạn đi đây từ Kha này. To bạn tặng mình hộp không mọi người ạ. Ok và lỡ đâu tí nữa là có một cái điều gì đấy bất ngờ như các bạn hồi nãy đấy, hồi nãy giờ như thấy một cái tai nghe là hợp lý nhất này. Rồi đi đây chết bà rồi, ngu người rồi, bấm lộn ao ra ngu người rồi. À đây 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 đây, giờ mình lên xuống hơi lâu, lên xuống hơi lâu các bạn ạ. Ây da, lên xuống hơi thốn ha. À đây 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 đây, đây. Số hết mấy cái kia để mình nhận thư lại cho dễ mọi người ạ. Em chào anh Ban, chào em nha. Ok, hay là bây giờ mình để mình xóa hết một số bạn, mình lan xuống hết rồi mình xóa bớt kia rồi mình tặng ha. Nó khỏi mọi người, nói chung mình cứ mở hộp lưu từ đầu cuối đi. Lỡ đâu một số bạn trúng thì sao đây. Nói chung trúng rồi mọi người, anh các bạn với em. Ok luôn. Trời ơi, què từ 1 năm trước rồi, bây giờ mình mới nhận. Trời ơi, thật là nói chung là hình như hộp lấy mình có cái gì mình ít chơi lại mọi người ơi. Cho nên là bây giờ mình mới comeback lại game một tí. Nói chung ai ngờ đâu vẫn còn một số bạn ủng hộ cho mình, cho nên là mình vẫn la tiếp. Đây. Ok mọi người ơi, làm chừng nào mà đạt được 1 triệu sub thì thôi. Tấm lòng nhỏ nhe. Ok, nhỏ quá nha. Được rồi, nhỏ thế là chào em không hết tiền rồi. Trời ơi, thành mình cái hộp với lại cái kia vài bữa nữa mình xây bách cua cho mọi người vào chơi. Ok luôn, các bạn em đi. Ok luôn, hồi xưa giờ các bạn đâu được nữa, sao toàn các bạn vậy ta. Bạn Ben 2 này trời ơi, bạn này Ben quá trời luôn, Ben ơi quá dữ luôn rồi. Ben lại là Ben nữa hả Ben, què lắm thế Ben, lại là Ben nữa nè. Ok em rất là nhiệt tình nhưng mà thật sự là rất là tiếc em ạ. Ok luôn, quá dữ luôn bạn ơi. Hu 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 nè, hu hu hu, trời ơi không biết hu hu cái gì mà thôi cứ nhận què cái hết hu sau. Ok luôn nha, chào chào bạn, có thể bay phố Việt được không? Ủa gì vậy? Thách anh bán hồng, ủa cái gì vậy? Bán hồng bán khủng gì trời? Thách anh bán hồng ngọc, anh mà không bán thì anh làm... Hình như là hồi xưa, anh hình như là mình bán hồi lâu rồi mọi người ơi. Mình bán hình như hồi xưa mình có làm clip. Mình là mình đi sell cái hồng ngọc ấy, lâu rồi. Giờ mình mới đọc được cái câu này. Giờ mình mới đọc được cái câu này. Phải thật đấy. Các bạn VM đi anh Ban ơi, anh mà các bạn VM em mừng như trúng số. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, túi chốc thể thao gây cảm nghe em. Trời ơi mừng mà như trúng số thật cái trời ơi. Mọi người làm quá mình cũng không biết nói sao, mình cũng ngại mọi người ơi. Mọi người làm quá mình cũng không biết phải nói như thế nào thôi. Nói chung là cảm ơn mọi người tặng mình nha. Làm quá lên rồi, sợ thật đấy. Hôm qua nè, rồi hộp lọ nè, mấy cái lọ này chắc là tôi sẽ trang trí một cái nơi nào đấy để làm một cái bát cua hoặc là làm gì đấy mọi người. Nói chung là mình không biết xây hết, mỗi ngồi xây bát cua. Ok, chúc em một ngày nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Đấy, cảm ơn em rất là nhiều. Ok luôn. Đấy bạn này, ôi rồi ôi, tiếp theo.
Ok, ai lớp tặng anh nè. Ok luôn, cảm ơn em. Ui, tặng bạn này tặng mình tay nghe luôn à. Ai cho, cảm ơn em nhá. Rồi cho anh các bạn. Ui, lại là các bạn à. Ôi trời ơi, tiếp theo. Ờ, tặng gì đây? Tặng anh bộ đồ con chồn nếu em cho em lên tivi. À đâu bịp rồi, thằng này bịp nè, thằng này bịp. Bộ đồ con chồn không thấy mà thấy bịp rồi đấy. Ok, sao mọi người ơi? Đấy, một năm trước rồi mà, hoàng năm trước mà mọi người, hồi xưa mọi người bây giờ năm trước bây giờ tới nay mình bị troll mọi người. Mình bị trột khá là nhiều. Đấy, thư là ghi tặng anh vàng nhưng mà thật chắc là gì đây anh nè, anh ơi tặng cho nè, em tặng 42 vàng lận đó, hết tiền em luôn, thiệt không? 42 vàng luôn, 42 vàng của em. Ôi giời ơi, 42 vàng em rất là nghèo. Ok, nói thôi chứ thật chất là em tại sao nói thế những cái gì đây. Ê, chó bà chơi ngu thốn mẹ ghê không đi. Chết cha bây giờ. Tính ra mình xóa, tính ra hồi bữa nói chung mình cũng có từng xóa hả lắm. Mình chưa xóa bao giờ, mình xóa cũng xóa ta lại, mình vào mình chơi tí à. Bây giờ mình mới chơi này trời ơi. Nói chung cũng có những bạn tặng thư ghi tốt, nhưng mà cũng có những bạn gửi thư bảo ban túi này kia rồi. Nói chung là không sao. Ui, có thư mọi người tặng mình khá là ấm áp rồi à, hấp sẵn luôn. Ok luôn, là một cái hộp quà khá là vui vẻ tặng anh nè. Ok anh xin. Ok luôn nha, chào anh. Ok chào em. Ok luôn. Ok luôn, rồi tiếp theo là đây, gì đây? Em chào anh, ngủ chào nữa hả? Chào nữa, chào lại. Ui, tai nghe không dây sám mà, nãy giờ quá trời tai nghe rồi mọi người ơi, quá dữ chứ. Gì đây, anh nhớ em không hả? Anh nhớ bạn với em nhé, trời ơi. Anh tất nhiên là anh nhớ, nhưng mà khi nào các bạn anh không nhớ nha. Hát anh vô nhà em leo tới trên cho 16 thổ vàng. Trời ơi. Bây giờ mình leo được hôm này rồi, bây giờ nhận thư rồi vô nhà hơi lâu tí ha. Ui, thư dài thế, thầy ba cho con một quẹ xem bối đầu nào cô xin để gửi quý thầy ta vui. Ok, câu này quen quen nha. Nên nào như đồng ra đồng vào dừng nhiều sao cho con biết cái nào. Ok, và đỡ coi thử cái vẽ bẻ gì á, cái vẽ bối của con á là cúng cho ở đó không bố cho mình nhiều đỡ con nha. Đấy, cái tên rất là đáng thương luôn, cái tên là bốc mùi đó đấy. Đấy, nghe cái tên đó bất lực đấy. Nhận quà thì nó cho mình cái hộp, wow, một cái hộp đầy sự gục ngã bằng ban kia mà đeo rồi. Em không cần nó thẳng thế đâu em ơi. Nói thôi chứ thật chắc thì như cái đặc cầu. Giời ơi rồi. Ok luôn, tiếp theo nào. Mấy hộp quà lâu quá rồi, bây giờ mới nhận đây. Kết bạn với em đi. Ok luôn, tất nhiên là có thư đến kìa. Em không, ủa không gì em, anh đâu làm gì đâu không? Trá, mình đâu làm gì đâu ta. Tại sao, không cái gì? Cái gì không, đừng làm mình hoang mang nha. Tặng anh nè, ok anh nhận nha, anh xin hoàng, rất là tuyệt vời. Ok, yêu anh à, không biết bạn này là ai, nhưng mà thôi cứ tặng mình là khá là vui rồi. Hấp sẵn. Gì đây, mình thấy gì đây mình ơi? Cảm ơn ạ, em 10 tuổi còn cái đăng ký hình của mẹ em. Cái gì trời. Nhiều lúc phần thư mình đọc mà mình cũng biết là cái này nó đến từ vũ trụ nào, nhưng mà khá là ok. Cho em kết bạn nha. Ok em. Anh sẽ kết bạn với em, nhưng mà hiện tại là anh không cho kết rồi mọi người ơi. Vả thật đấy. Ok, và đỡ coi thử tiếp theo là sẽ là ai đây. Anh kết bạn với em rồi. Nó kết, nãy giờ toàn kết mấy cái chai không, mấy cái lọc không mọi người ơi. Mấy cái thư này từ một năm ngoái rồi. Cho nên bây giờ mọi người tặng anh. Ui, lại là tai nghe không xám giấy. Không dây xám. Yêu anh đơn giản thế nhờ. Ôi trời ơi, ok luôn, hồi xưa mọi người dành tình cảm mình khá là nhiều nhờ. Em không kiss được với anh. Em không kiss. Cái này mà đọc chuẩn rồi đấy. Không biết kiss hay là kiss nữa. Rồi nhận nào, một cái hộp quà. Wow, rất chi là kết các bạn ạ. Yêu, rất là đơn giản, yêu thôi. Ai chà, rất là yêu. Ok, các bạn với em đi. Em cho anh 16 thổi vàng. Vâng. Các bạn này, bạn này mới cho nha. Chứ trước tiên là bạn này tặng cái lọ cái là được 16 thổi rồi đó. Hấp dẫn. Anh ba đẹp trai quá à. Ui, bạn này không biết, bạn này không biết có phải là nói sự thật hay là nói vui vui cho mình vui nhỉ? Chắc là cho mình vui thôi.
Nhưng mà mà sự thật đã thế rồi, nhận thôi mọi người ạ. Cơ bản với em đi, em đang xem anh này. Ủa, đang xem luôn hả? Trời ơi, tính ra bạn này xem từ năm ngó tới năm nay luôn á. Ủa anh, trời ơi. Em fan 3 năm rồi á. Ui, rồi bạn này 3 năm thì còn hợp lý nè. Bạn nào có nhiều bạn báo cả chục năm mà. Quá đàn chứ, nhưng mà thôi sao đây vậy? Các bạn đi, em cho vàng hả? Ok, mọi người cho gì cũng được chứ, cho vàng thì cũng nhận, cũng được, nhưng mà hơi lạ nha. Ok, cũng hơi sợ mọi người, mình nhận vàng thiệt mới sợ chứ, chứ mình nhận bình thường không sợ, mình nhận nó bảo là tặng anh vàng nhưng mà mình nhận phát ra vàng là mình hết hồn luôn mọi người. Là mình cũng bất ngờ đấy. Trời, bất ngờ tới em muốn được kết bạn lại, là muốn được kết bạn à. Ôi trời ơi. Ok luôn, tiếp theo. Tặng anh 36 dài. Đúng rồi. Ok, 60 chai hay đẹp dài thì Dũng nhận nó, nói chung có quà được. Ok luôn, cái này bạn này chân thật nè, cái bạn vừa rồi nói đúng sự thật quá mà, nói thôi chứ đồ lục lắm. Ok mọi người, tiếp theo là ủi ba hộp quà luôn nè. Ôi giời, các bạn anh Mỹ, ôi giời ơi, anh Mỹ, trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều. Nói chung hồi xưa một người tem khen mình cũng vui, sao mà nãy giờ mọi người khen, hồi nãy giờ mình thấy nói chung một hai số bạn chơi mình. Chơi mình sao ta, chơi mình này kia rồi. Anh Ban ơi, anh số 5 ngôi các bạn với em mà, anh số là hình như là hồi đó là mình full bạn như nào ấy. Rồi, để mình coi còn hộp thư được không. Hình như là cũng còn. Đây. Tôi tiêu em không thể gặp anh, nhưng em tặng anh muốn quà có thể kết bạn em nha. Bé Su 1 tuổi, Oan. Ok, cái tên của em bấm được rồi, nhưng mà bấm vô avatar thì nó hiện lên cái để mình chấp nhận các bạn mọi người. Nói chung là đợt này các bạn hơi khó, giờ phải gõ từng điện tử từng người ra, nó hơi lâu quá, cho nên kiếm cũng hơi khó hay gì đây. Anh kết bạn với em đi. Ok luôn, nói chung là toàn mấy bạn kết bạn thôi. Đấy, để mình nhận hết đóng quà, nói chung toàn 1.000 thư luôn mà, cho nên là mình nhận cũng hơi căng ha. Em thường coi kênh, nói chung cũng nhiều bạn đăng ký kênh bấm like nè, cho nên không biết các bạn nào xem video này mình sẽ bấm like nha. Em tặng ui ba lô túi trống này, ui lại là ba lô rồi nghe, rất là hấp dẫn luôn. Rồi đây, hello em fan anh. Ok luôn, cảm ơn em. Anh cũng fan em, nhưng mà dù anh không biết em đến từ thế giới nào. Ôi giời, nhiều lúc mình không muốn nhận mình là ban nữa đâu mọi người. Mình muốn trở thành một người bình thường không mọi người ạ. Anh ơi, kết bạn. Ok luôn, nãy giờ mình nhận hộp khá là nhiều, chắc là mình cũng đặt ra chắc cũng phải 100 hộp. Em tặng anh cái chậu hoa này, qua wow, đâu đúng không? Ui đúng cái chậu hoa luôn, bạn này chân thật này. Đấy, bạn này là thật thà này. Ôi dồi, chứ những ai đâu ai kia tặng em 16 tuổi mà mở ra đúng 16 cái lò. Ôi giời ơi, mở ra toàn lọ với lại thùng à, thì hết cứu. Dạ, ui cái gì đây, dạ cái gì trời, không biết dạ cái gì luôn á. Kết bạn rồi ơi. Ok luôn em ơi. Nhưng mà mấy bạn này từ 1 năm tặng mình 5 ngói à, năm nay chắc cũng lạc trôi hết tiêu rồi. Giờ mình mở cho kiểu như cho thấy bạn nào của em được xem Barbie trao nụ hôn Bison kia tường em đi đồ yêu dấu. Vâng, lại là bạn gục ngã này hả? Mấy bạn cũng ngã này, nhưng có những cái câu mình đọc mình gục ngã luôn á, phải đã đến lại á. Anh các bạn VM đi, nếu em không các bạn thì em xin lỗi vì đã phiền đâu em ơi. Thật sự là mình một người tặng mình thì mình nhận rồi, mình có thấy phiền một tí nào đâu. Nói chung hồi xưa nhiều bạn nói chung là nhiều bạn cũng nhỏ, mọi người không sao hết mọi người ơi. Bạn xem mình tặng mình là hấp dẫn còn đỡ hơn những lúc mình làm, mình không ai xem, không ai tặng luôn, cho nên lúc đấy là bây giờ quá là quý hoa luôn mọi người. Tặng lọ, tặng cây, tặng hoa, tặng thùng, tặng hộp gì mình cũng vui rồi, hấp dẫn rồi. Mà nãy sao mình mở hoài mà không hết hộp, nãy giờ mình mở cũng khá lâu rồi mà, khá nhiều mà nãy giờ mà không hết ta. Là ta anh ban GMT rồi, mở lại cái lọ này, quá cả chữ thật chứ. Ok luôn mọi người, nãy giờ vẫn chưa hết hộp mọi người ạ. Ok rồi, bạn này tặng mình không có một cái gì để ghi luôn, tặng mình khi em đi muốn chút lành thòng tại lòng thành. Ok luôn, cảm thanh kia bây giờ. Ok luôn, gì đây,
Em có đứa nhỏ trong ảnh 8 tuổi thì sao? Anh đâu cần mượn em nói. Là sao vậy? Ok, nói chung là đỡ coi thử coi mình lăn xuống à. Đây 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 cái hộp ban tặng em 16 tuổi đấy á, mấy thằng bịp này này vãi đạn chứ anh tặng em 16 tuổi này. Ok. Hồi xưa có vụ trôn trôn kia tôi cũng thấy là khá là nhiều lúc không biết có nên tin hay không nữa đấy. Em hồi 2 năm rồi em tặng anh món quà này, mong anh cho em lên TV. Ok luôn, em được lên TV rồi em ơi, em lên TV nhưng mà em lên lúc nào thì biết em còn nhớ. Ui bằng nào đào được kim cương đây. Ok nhận quà bằng này coi. Ok và em đã được lên TV rồi nhưng mà hiện tại là TV của tương lai. Cũng 1 năm sau không biết bạn của bạn này còn xem hay không. 16 tuổi này anh rồi đấy là bây giờ 16 tuổi bạn nào bảo 16 tuổi là mình không thể tin được luôn. Em muốn chơi mini game ok luôn nha, nhưng mà bây giờ thì đâu mình đâu còn làm mini game. Ấy ấy ơi thôi xong rồi, thế thì hết chấm dứt rồi, nó có số thư, ủi số thư được luôn kìa. Ok và thế là chúng ta đã và ui, có thư đã gửi này, mình thư đã gửi là mình làm mini game, mình đi trao mini game mọi người. Hồi xưa mình trao mini game mọi người có cái vụ này, trao mini game quá trời quá đất luôn này, mặc nói chung mà kim cương thổi hoàn cảnh đóng hoài già, nói chung mà cũng nhiều dữ lắm bạn à. Ok bà ga rồi và ui thổi quang này quá trời luôn, hồi xưa mình tạo mini game tặng thổi quang, bây giờ thổi quang này là tính mình ký với mình, tính mình ký. Ui mọi người quên đây vàng mà tặng cái nuôi thế kia thì như cái nách thế nhờ. Ôi giời mọi người, ok là mọi người rồi thì mình đã mở hết một nghìn thư trong một clip ngày hôm nay và ok thì mình còn cảm ơn rất là nhiều đã tặng mình những phần quà khá là giá trị cũng như là đáng thương cũng như là góp ý cho mình cũng tinh thần cho mình. Ok mọi người ạ, rồi thì còn bây giờ thì clip mình mở thư ngày hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây nha các bạn ạ. Tại vì ở trong clip ngày hôm nay thì mình vô tình thì mình cũng mở thư, sẵn mở thư cho mọi người luôn. Ok mọi người ạ, rồi thì còn bây giờ thì chắc có lẽ mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Còn bây giờ thì bao mọi người clip tiếp theo, bye bye, nhớ làm đến kênh nha.